khuyên người niệm Phật. Có công đức tránh nạn thủy tai. Đời nhà Thanh có một thương nhân người tỉnh An Huy tên là Ngô Doãn Thăng. Có một lần ông đi kinh doanh ở vùng Tô Châu, Hàng Châu, tình cờ gặp một tăng nhân. Tăng nhân sau khi quan sát ông một cách tỉ mỉ bèn nói: Thế chủ, người rất có thiện căn, phước báo cũng rất lớn, chỉ đáng tiếc là năm 29 tuổi sẽ gặp phải một tai nạn về nước. Có thể bị Ngô Doãn Thăng nghe xong kinh hoàng thất sắc, mau chóng nhờ tăng nhân chỉ cho cách tiêu tai giải nạn. Tăng nhân suy nghĩ một lúc rồi đáp: Bắt đầu từ hôm nay, không sát sanh mà phải phóng sanh, mỗi ngày thành kính niệm Phật, có lẽ qua được kiếp nạn này. Ngô Doãn Thăng nghe xong vui vẻ dâng làm. Ông cũng thường khuyên những người bên cạnh mình không sát sanh mà phóng sanh, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Năm 29 tuổi, ông cùng 17 người đồng hành ngồi thuyền qua sông Hàng Châu để trở về quê hương. Thuyền vừa chạy được mười mấy dặm thì bỗng nổi lên đợt thủy triều. Những cơn sóng lớn dồn dập liên tiếp gây tình thế nguy hiểm. Thấy tình huống ấy, Ngô Doãn Thanh chợt nhớ đến lời vị tăng nhân nói, lập tức chắp tay xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được mấy tiếng thì thuyền đã bị chìm, Ngô Doãn Thanh cũng bị rơi xuống nước. Trong lúc hôn mê, dường như nghe có tiếng nói: Ngô Doãn Thăng, người có công khuyên người niệm Phật, nay được miễn nạn này. Đợi đến lúc ông mở mắt ra, thì thấy mình đã được một người đánh cá cứu lên bờ. Tất cả hành lý đều bị thủy triều cuốn trôi đi hết, còn lại duy nhất sâu chuỗi 18 hột thường dùng để niệm Phật giữ chặt trong tay. Những người đồng hành khác đều bị thủy triều cuốn đi không dấu vết. Ngô Doãn Thăng là người duy nhất may mắn sống sót. Từ đó Ngô Doãn Thăng càng tin sâu công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Ông quyên góp được 200 tiền vàng để lập hội niệm Phật ở chùa Bảo Thành, núi Tử Dương, Tây Hồ, tuyên giảng rộng pháp môn niệm Phật với mọi người, từ người già đến thanh niên, phụ nữ trẻ con. Năm 66 tuổi, Ngô Doãn Thăng biết trước ngày giờ, thấy rõ ràng A Di Đà Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn, ngồi xếp bàn ngay ngắn mà giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.